Tài xin chào anh chị và cô chú. Thì ngày hôm nay Tài đang có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Muốn gửi đến cho anh chị và cô chú một cái thửa đất vườn, nguyên một vườn sầu riêng. Cho thu hoạch rất là siêu khủng anh chị ha. Trên đất của mình thì hiện tại có hai căn nhà cấp 4 và sầu riêng trồng full đất luôn anh chị. Và tổng diện tích thửa đất vườn ngày hôm nay là 9.056 m². Trong đó thì mình chưa có thổ cư, đất thì phủ hồng được gần 2.500 m² anh chị ha. Còn lại là quy hoạch đất trồng cây lâu năm. Ưu điểm của cái thửa đất vườn ngày hôm nay thì nằm rất là gần với trục đường chính, đó là Kim Long, Láng Lớn. Và xung quanh khu vực này thì nhà dân ở cũng rất là đông anh chị ha. Thửa đất vườn của mình thì nằm trên một cái tuyến đường nhựa, lộ giới thì rộng tầm khoảng là 7 m. Đó, tính luôn là lề. Ban đêm thì có đèn đường chiếu sáng, ở đây thì có dây wifi, rồi điện nước đầy đủ. Anh chị di chuyển thẳng theo trục đường này tầm khoảng là 800 m. Di chuyển thẳng thì anh chị sẽ ra tuyến đường quốc lộ 56B, hay là có tên gọi là ngã giao Cù Bị. Còn rẽ qua hướng bên tay trái thì anh chị sẽ di chuyển ra đường Kim Long Láng Lớn tầm 500 m ha. Rẽ qua tay phải thì anh chị sẽ di chuyển về đường Bầu Chinh Láng Lớn, thì mình di chuyển tầm khoảng là 1 cây số. Ở đây thì đường xá thì thông thoáng, và khu vực này thì gần với những cái trung tâm tiện ích. Anh chị di chuyển ra tới trung tâm lớn thứ hai của huyện Châu Đức, đó là trung tâm thương mại Kim Long, thì mình mất khoảng tầm là 3 cây số là mình sẽ ra tới trung tâm thương mại của Kim Long ha. Còn anh chị di chuyển ra tới trung tâm lớn của huyện Châu Đức thì tầm khoảng là 6 cây. Còn di chuyển hướng ngược lại này thì anh chị cũng sẽ ra được trục đường chính, đó là Kim Long Láng Lớn. Đó, nói chung là đường xá nông thôn ở khu vực này đều kết nối ra những cái trục đường chính hết. Mặt tiền của mình ở phía trước được 54 m, tính từ ngay cái cột hàng rào này ha, và đổ qua phía bên kia là được 54 m. Chiều dài của lô đất của mình là 165 m. Đất của mình thì xoay mặt về hướng nam. Hiện tại thì ranh giới thì chủ đã chôn trụ bê tông cũng như là rào lưới 40 rất là kiên cố rồi anh chị. Đất của mình thì gồm 2 sổ ha, một sổ 8.000 mấy và một sổ là 1.000 mấy anh chị. Đó, để Tài di chuyển tới ngay cái ranh giới phía bên này để cho anh chị và cô chú cùng xem ha. Sau đó Tài sẽ di chuyển vào phía trong đất để quay chi tiết cái mảnh vườn cho anh chị. Đây, ranh giới của mình thì tới ngay cái cọc bê tông này nè anh chị. Đó. Đất của mình thì sầu riêng đã cho thu hoạch ha. Năm vừa rồi thì cũng cho năng suất trái cũng rất là nhiều anh chị. Cái vườn này thì chủ cung cấp thông tin cho Tài á, thì mỗi năm thu nhập trên 500 triệu ha. Đó, giờ thì cô chú cũng khá là lớn tuổi rồi, cũng không có sức khỏe, không còn đủ sức khỏe để làm nổi cái mảnh vườn này, nên cũng đành bán anh chị ha. Đó. Trên đất của mình thì có hai căn nhà này thì anh chị có thể là về mình sơn sửa sơ rồi mình có thể là mình ở ha. Đó. Nhà thì công năng cũng một phòng khách, một phòng ngủ, rồi bếp ăn, toilet đầy đủ anh chị. Ở trước thì mình cũng có một cái khoảng sân để sau này anh chị có thể là đậu ô tô, hoặc là nhà mình có bàn, có tiệc, có tùng thì mình có thể là mình tổ chức ở khu vực này. Đó, cái khuôn viên này thì mình đãi đâu đó cũng phải trên 10 bàn anh chị. Trên đất của mình thì hiện tại là khi mà Tài vào quay, Tài thấy là có một cái giếng khoan và một cái giếng đào anh chị. Đó, trên đất thì phải có hai cái giếng này thì mới đủ cấp nước cho đủ nguyên một vườn sầu riêng. Đó. Đất của mình thì thổ nhưỡng thì đất đỏ rồi, anh chị cũng nhìn thấy ha. Và đất của mình thì bằng thẳng từ mặt đường cho tới cuối ranh giới đất luôn. Và sầu riêng thì cũng được chăm bón rất là kỹ lưỡng. Đó. Cây cũng rất là tươi tốt. Và hiện tại thì những cái gốc sầu riêng này chủ cũng đã lắp những cái hệ thống bếp tưới. Đó.
Nói chung là trồng sầu riêng, cái vườn này chủ trồng sầu riêng cây cách cây tầm khoảng là 4-5 mét anh chị ha. Đó, và xen kẽ thì có trồng thêm một số cây mai cảnh nữa. Thì Tài cũng báo giá ở đầu video để cho anh chị và cô chú cũng được nắm bắt về thông tin giá cả của cái mảnh đất vườn này. Hiện tại thì chủ đang rao bán với giá là 10 tỷ. Giá này thì có thương lượng một tí xíu anh chị ha. Nếu như anh chị cô chú đang có nhu cầu tìm kiếm một cái vườn sầu riêng phủ hồng có sẵn nhà thì xem cái video của Tài mà thấy cái mảnh đất này phù hợp thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại ở trên màn hình ha. Tài sẽ tư vấn cũng như là dẫn anh chị đi xem thực tế về cái mảnh đất này. Đó. Hiện tại thì cỏ thì chủ cũng để mọc rất là nhiều anh chị ha. Nhà này thì mình cũng về mình ở là được luôn rồi anh chị. Nói chung nhà cũng khá là kiên cố, nhưng mà nếu mà mình muốn cho nó sạch sẽ, sạch đẹp hơn thì anh chị bỏ ra một ít chi phí để mình sơn sửa lại. Đó, ở phía sau này sầu riêng nhìn rất là tươi tốt, rất là đẹp luôn anh chị. Từ cái mảnh vườn của mình á mà anh chị đi chợ thì ở đây thì anh chị có thể là đi ra ngay ngã tư quốc tế, mình sẽ có chợ sáng à. Còn anh chị muốn đi về trung tâm lớn để mình mua sắm cho đầy đủ thì mình đi về trung tâm thương mại của Kim Long. Thì đầu video Tài cũng nói rồi, về tới trung tâm thương mại Kim Long thì mình di chuyển khoảng tầm 3 km ha. Còn mình di chuyển tầm khoảng là 1 km là mình sẽ ra tới chợ sáng chợ chiều ngay ngã tư quốc tế. Và ở đây thì đi ra trường học thì cũng khá là gần, trường mầm non, trường trung học cơ sở, rồi trường trung học phổ thông. Nói chung bán kính tầm dưới 2 km trở về thôi anh chị. Đất mình thì bằng phẳng, thổ nhưỡng đất đỏ thì anh chị cũng được biết ha, rất là màu mỡ, rất là phù hợp để trồng những cái cây sầu riêng. Cây sầu riêng này thì trồng cũng phải là bón phân, xịt thuốc, chăm rất là kỹ là cây nó mới tươi tốt được anh chị ha. Còn nếu như mà chăm không đúng kỹ thuật thì đến mùa cũng không cho năng suất trái đạt được. Đó. Ở ngay đây thì cũng có một cái giếng, giếng đào hồi xưa nè anh chị, nhưng mà giờ thì cũng không sử dụng nữa ha. Nói chung là lô đất của mình thì xung quanh thì đã được rào ranh giới rõ ràng rồi. Về phần ranh giới thì anh chị cũng không phải lo ha. Từ cái vị trí của cái thửa đất vườn ngày hôm nay mà nếu như anh chị di chuyển về khu công nghiệp đó, ở đây thì mình sẽ có khu công nghiệp lớn nhất đó là Sonadz Châu Đức. Thì từ vị trí mình di chuyển tới khu công nghiệp tầm khoảng là 10 cây thì tương đương là mình sẽ về tới sân golf Châu Đức, đồi cù suối nghề ha. Đó, tới đây thì cuối ranh giới đất rồi. Một cái mảnh vườn sầu riêng nhìn cực kỳ là đẹp luôn anh chị. Nó tươi tốt, cây thì mọc rất là đều, nó cành thì cũng được tròn những cái cành rất là đạt ha. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem pháp lý, sổ sách, và sau đó Tài sẽ gửi anh chị xem một số hình ảnh ở trên Telegram ở khu vực này ha. Sổ đầu tiên là 8.041 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là đến năm 2043, thì đến năm này anh chị mang sổ đi gia hạn thêm cái quyền sử dụng đất ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất. Đó, đất của mình thì rất là vuông vức. Đây là sổ thứ hai, 1.015 m², hình thức là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cũng là đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng là đến năm 2043. Đó, thì đến năm nay anh chị cũng mang sổ đem đi gia hạn thêm cái thời gian sử dụng đất. Đó, sơ đồ hình dáng của thửa đất của mình.
Còn đây là thông tin quy hoạch của lô đất của mình. Thì tiếp giáp ở trước cái phần đường nhựa anh chị thì là được 2.000, gần 2.500 m² là phủ hồng ha. Còn lại ở sau thì là cây lâu năm. Đó. Đất của mình thì được 54 m² mặt tiền, ở sau thì nở hồng một tí xíu. Đó. Hình dáng hai lô đất tài vẽ cho anh chị và cô chú cùng xem đó ha. Và khu vực này thì đất sạch, không có vướng bất cứ những cái quy hoạch gì anh chị. Đó. Cái phía xanh xanh bên này đó là Hồ Kim Long. Đó. Từ cái vị trí đất của mình mà di chuyển qua Hồ Kim Long cũng khá là thuận tiện ha. Còn đây là toàn bộ những hình ảnh trên Flycam. Từ trên thì anh chị cũng nhìn thấy là cái mảnh đất của mình thì trồng sầu riêng rất là thẳng hàng, thẳng lối ha. Đó, full sầu riêng luôn anh chị. Và tới đây thì mình sẽ có hàng rào lưới B40. Đó. Nói chung khu vực này thì khu dân cư anh chị ở cũng rất là vui vẻ ha. Và cực kỳ là an ninh. Đó, anh chị cũng không có cần e ngại gì về cái vấn đề an ninh ở khu vực này ha. Đó, ra tới đây thì mình rẽ qua hướng bên này thì mình tới ngay cái ngã tư. Đó, ngã tư thì Tài cũng đã phân tích ở phía đầu video. Có rất là nhiều hướng đi. Đó, hướng nào thì mình cũng sẽ ra được những cái trục đường chính, cũng ra được tất cả những cái xã ở khu vực huyện Châu Đức. Đó, bây giờ thì Tài sẽ di chuyển ra cái trục đường gần nhất, đó là đường Kim Long Láng Lớn, để cho anh chị và cô chú xem ha. Thì ra tới đây thì mình sẽ có những cái tạp hóa, rồi những cái nhà thuốc, rồi những cái khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Đó, bám trên cái trục đường Kim Long Láng Lớn này. Đó, còn phía xa xa đó là Hồ Kim Long. Thì những lô đất mà gần hồ, gần suối và xung quanh mảng xanh rất là nhiều, thì không khí cực kỳ là mát mẻ luôn anh chị. Di chuyển thẳng theo cái trục đường Kim Long Láng Lớn này thì anh chị sẽ qua địa phận của xã Láng Lớn, rồi mình sẽ đi về tuyến đường quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh ha. Từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị di chuyển về xem cái thửa đất vườn này thì mất khoảng tầm là 65 km. Từ thành phố biển Vũng Tàu anh chị di chuyển về đây xem thì mất khoảng tầm là 45 km ha. Và sau này anh chị sở hữu mà có nhu cầu đi biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, rồi biển Phước Hải, Phước Tỉnh, tầm khoảng là 25-30 km ha. Nói chung khu vực này thì đường xá thì giao thông kết nối rất là thuận tiện anh chị. Còn di chuyển hướng ngược lại, anh chị di chuyển tầm khoảng là 3 cây thì mình sẽ ra được trung tâm thương mại của Kim Long. Thì ra tới đó thì mình sẽ mua sắm rất là đầy đủ ha. Đó. Kim Long thì đã được công nhận lên thị trấn anh chị, nên về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất thì cũng rất là khang trang, rất là đầy đủ. Rồi bây giờ thì xin mời anh chị và cô chú cùng xem cái phần vị trí ở trên Google Maps ha. Sau đó Tài sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng ở phía dưới đất nữa. Còn đây là cái phần vị trí ở trên Google Maps. Cái phần vị trí anh chị vui lòng kết nối số điện thoại của Tài, Tài sẽ gửi thông tin sổ sách, bản tách quy hoạch và kèm thêm vị trí để cho anh chị tham khảo thêm. Thì trên vệ tinh anh chị cũng nhìn thấy khu vực này thì dân cư ở rất là đông ha. Đó, mình rất là gần với tuyến đường Kim Long Láng Lớn. Thì ra tới tuyến đường Kim Long Láng Lớn thì mình cũng sẽ có những cái tạp hóa, những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán đồ gia dụng phục vụ cho nhu cầu, nhu yếu phẩm cho bà con nơi đây, cũng như là sau này anh chị sở hữu về thì mình cũng có thể là ra đây để mình mua sắm. Và mình cũng có thể là đi ra tới trung tâm thương mại của Kim Long. Đó, di chuyển thẳng theo cái trục đường Kim Long Láng Lớn thì mình sẽ ra tới trung tâm thương mại Kim Long anh chị. Ở đây thì trung tâm lớn thứ hai của huyện Châu Đức, thì ra đây mình sẽ sắm sửa, nó sẽ đầy đủ hơn anh chị ha. Đó, ra tới đây thì mình đi theo tuyến đường quốc lộ 56 thì anh chị sẽ đi về, đi lên cao tốc Long Thành Dầu Dây Phan Thiết và đi về tuyến đường quốc lộ 1A được luôn anh chị ha. Đó, còn di chuyển hướng ngược lại thì anh chị sẽ đi về quốc lộ 51 và cũng đi lên nút giao cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đó, nói chung là đường xá từ thành phố Hồ Chí Minh anh chị di chuyển về đi theo tuyến đường nào cũng được. Đó. Nếu như anh chị quan tâm thì kết nối số điện thoại, Tài sẽ gửi cho anh chị cái Google Map này, anh chị tham khảo thêm ha. Phần cuối video thì từ ngay vị trí đất, Tài sẽ di chuyển ra những cái trục đường chính kết nối giao thông ở khu vực này để cho anh chị và cô chú quan sát. Đó. Ra tới đây thì mình rẽ qua hướng tay trái để mình di chuyển ra trục đường chính Kim Long Láng Lớn. Thì khu vực này thì nhà dân ở cũng rất là đông.
Rồi an ninh cũng cực kỳ là tốt anh chị. Những cái tuyến đường nông thôn thì những video trước Tài cũng đã nói rất là nhiều, đó là nhà nước đều lắp hệ thống camera an ninh giám sát, cũng như là hiện nay gia đình nào thì cũng trang bị cho mình để nhằm bảo vệ tài sản cho cá nhân gia đình cũng như là tài sản cho mọi người anh chị ha. Đó, ra tới đây thì anh chị đi thành phố Hồ Chí Minh thì mình rẽ qua hướng bên tay trái đó, mình chạy tầm khoảng là 4 cây là mình sẽ ra tới xã Lăng Lớn, sau đó mình sẽ ra tới tuyến đường Võ Văn Kiệt ha. Đó, và chạy đi về ngã ba Mỹ Xuân, đi ra tuyến đường quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn di chuyển hướng này thì mình sẽ ra tuyến đường quốc lộ 56, ở một hướng thì mình sẽ về ngã giao đi thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Hướng ngược lại thì anh chị di chuyển lên thành phố Long Khánh, đi về quốc lộ 1A. Đó. Rồi, video cũng khá là dài rồi, Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú đã dành một chút thời gian quan tâm về cái sản phẩm ngày hôm nay. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh, giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển hơn ha. Kính chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật hiệu quả và thành công trong cuộc sống. Kính chúc anh chị cô chú sẽ video lựa chọn cho mình một sản phẩm bất động sản tốt nhất, đầu tư đúng hướng và khởi sinh thịnh vượng. Anh chị cô chú có đất chính chủ cần bán ở khu vực huyện Châu Đức và vùng những cái vùng lân cận, vùng ven, có nhu cầu cần quay bán chính chủ thì liên hệ cho Tài theo số điện thoại ở trên màn hình. Tài sẽ tư vấn cũng như là sắp xếp thời gian để đi quay bán cho tất cả quý anh chị cô chú ha. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo review bất động sản ở khu vực huyện Châu Đức và vùng ven.